tử giờ là một cái chuỗi còn dễ nữa, bởi mình lập nguyên cái danh sách đối tượng luôn kìa. Đó, bên đây nó là một cái chuỗi, nó là một cái mảng chuỗi, thì mỗi mình tử là cái chuỗi, đúng chưa? Lập coi. Vậy thì vào resource.cp khai báo directive phần trăm A cộng public private một cái biến xây là biến chạy hay là cái thư viện đó, và chúng ta UI CSP CSTL có rồi, như vậy là chúng ta được cái directive rồi, khai báo directive. Có thể ta khai báo directive chính là chúng ta khai báo cái thư viện ở trên này, và sau này mình sử dụng với những cái network của Sada là mặc định xài rất là nhiều cái này. Từ về phía sau thì chúng ta xài rất nhiều, thậm chí sau này mình sẽ tự viết cái custom này cũng được nữa, cái bài luận cuối đó để chúng ta làm cái thêm may đó. Dòng lập nha, so các cái ngôn ngữ người ta chọn ra nè, mình sử dụng C2.4X khi lập trình web với Java là cái dòng lập này là xài xuyên suốt. Rồi, ví dụ mình có biến chạy là biến latency, lấy từ cái mảng language từ bên serverless truyền qua. Đó, cái bộ mặt này là xài xuyên suốt luôn á. Vậy là mỗi phần tử giờ là cái chuỗi là khỏe quá rồi chứ gì nữa. So nó ra cái là lô la la cái là xong rồi, đúng không mọi người? Vậy thì chỗ này chỉ cái biến chạy ra nhắc dòng như vậy là xong. Đây nó là cái giá trị rồi, còn tụi mình sử dụng cái list product thì mình phải chấm cái đối tượng, chấm cái đối tượng bấm cho bay rồi. Rồi vậy thì là mình sẽ lấy được value của các cái ngôn ngữ mình chọn, thì sau này mình là cái mã của những cái phần tử đó. Rồi rất là đơn giản. Xong được cái chat box, bây giờ tới radio. Kẹp đen. Vậy thì bây giờ trong radio cái ví dụ kinh điển chứ dễ tình đó ha. Rồi nhưng mà hồi sẽ tới cái là các bạn làm một cái là chỉnh cái kích thước của cái hình. Rồi vậy thì chờ tiếp nè, lấy dòng xuống nữa đi mọi người. Gender chúng ta cho người ta chọn giới tính cho này đi. Rồi vậy thì bây giờ đưa ra giới tính cho chọn, chúng ta có input style radio. Radio. Và nhớ nha, radio là chúng ta đặt theo nhóm nha. Vậy thì trong trường hợp này chúng ta có cái nhóm gender, và chúng ta có cái value male hoặc là female. Vậy thì bây giờ chỗ này cho male nè. Đó. Và cho chọn sẵn cái thì chúng ta check it bằng check it. À, vậy thì radio là tại thời điểm chỉ chọn được một, do đó lấy một cái chiếc kẹt thôi. Ở dưới này không chiếc kẹt. À, female chỗ này và chỗ này female. Đó, chúng ta có radio. Radio là chúng ta đặt cái nem theo từng nhóm ha. Ví dụ nhóm giới tính là chúng ta sẽ có những cái nhóm về kinh nghiệm, ví dụ 1 năm, 2 năm, 3 năm gì đó, mình lựa một cái kinh nghiệm cao nhất hay gì đó, thì chúng ta sẽ đặt theo từng cái nhóm của nó.
Rồi vậy thì bây giờ chạy thử cái coi radio như thế nào. Thì cái cách lấy giá trị của radio giống như mình lấy đối với username, đối với password, đối với text area. Do đó bây giờ lớp ấy thử đi, cái cách nó lấy giống như vậy, cũng sử dụng guest parameter, chỉ cái tên của cái nhóm radio mà chúng ta cần lấy đó, thì sẽ trả về cái value của radio đó. Được ha? Rồi, nhóm bạn thử, lớp bạn thử đi. Guest parameter lấy ra ha. Rồi vậy thì qua bên đây lấy giá trị của radio, mình lấy về cái chuỗi ha, thí dụ giới tính request guest parameter chỉ ra giới tính, rồi và mình sẽ đi gán cho nó và bên trong cái trang kia vậy thì gán qua. Rồi qua kia show ra, lấy được một cái giá trị là cái chuỗi này rồi. Cái cách lấy giống hệt của username hoặc là cái text array lúc nãy thôi. Vậy thì qua bên đây mình show ra giới tính được chọn nè. Donna, đóng mở hoặc nhọn, gender. Bài nè là mình muốn á, cái website nó chạy lên để nó có cái hình nó show ra về cái hình nào. Rồi ở dưới này mình sẽ có những cái radio đó, ví dụ 100 nhân 120 cái 200 nhân 220 cái 300 302, cái người ta nhấn cái nút apply chỗ này đó. Đúng rồi, thì ví dụ người ta chọn cái nào cái nhấn apply cái thì cái hình này phải đổi theo cái thước người ta chọn. Đúng rồi, mình biết bằng similar. Ví dụ sau này mình sẽ có những cái website mà người ta cần resize cái hình hoặc là người ta làm cái gì xử lý cái hình đó thì cái kiểu như vậy. Còn mình làm đơn giản nhất bằng chỉ đổi cái kích thước mình show ra thôi, đổi cái độ rộng với cái chiều cao của cái ao này thôi, được ha mọi người. Rồi vậy thì giờ mình phân tích, có phải là bây giờ mình muốn mà nhấn nút cần phải biết từ người ta lấy cái giá trị radio nào chứ gì nữa, và đồng thời cái chuyện xử lý cái hình để biết được là người ta lấy kích thước gì để gán qua, thì có phải là chúng ta biết ở trong một cái CMS nào đó ở giữa này đúng không? Có nghĩa là nó phải về ông này lấy ra mới đẩy qua bên kia chứ gì nữa. Cái chỗ này là CMS nè, và cụ thể là DoBot nè, đúng chưa? Vậy thì cái nhiệm vụ của bạn là làm gì? Là lấy được cái giá trị radio được chọn. Xong rồi thì ở trong cái value của cái radio này nè, là mình lưu cái chuỗi theo kiểu này để gây, để về trên server mình cắt nó thành 2 phút chứ gì nữa. Mình sử dụng cái hàm split, từ cái chuỗi mình phải chặt nó thành 2 phút để mình lấy độ rộng và lấy chiều cao.
Đúng rồi. Thì trong hai khi mà chặt xong rồi mình hướng về được cái mảng phần tử số 0 là độ rộng, phần tử số 1 là chiều cao. Thật sự cái hàm cái xử lý này các bạn biết đúng á. Các bạn biết 4 5 vòng là xong rồi. Cái xử lý này 4 5 vòng ha. Đó. Được ha. Rồi, vậy thì giờ đầu tiên các bạn tạo một cái file CP mới là các file photo, các bạn thiết kế cái này ra đi. Cho nó show một cái hình gì đó ra chỗ này đi. Cho nó show ra cái radio đi. Cho nó show ra cái nốt này đi. Và cho cái trang photo của mình là cái trang chạy chính đi. Đó, giờ trong web XML á, mình chuyển cho photo.cp là trang chạy chính. Rồi, lớp làm nha. Tạm thời là tới chỗ này cái mình rẽ nhánh, mình sẽ làm cái demo về radio xong rồi mình quay lại mình làm tiếp với cái lớp clip nha. Rồi. Rồi. Dễ lắm, cái bài này nó quyết 24 trong vòng thôi à. Là xong à. Dựng cái lên cái dây diện. Tại sao gọi về Sublet? Bởi vì khi mà mình vừa chạy lên á, cái giá trị, cái độ rộng của cái âm này nè, độ rộng và chiều cao của nó là không có cố định. Mình đâu có thể bỏ vô 100 hoặc 120. Mà cái giá trị của nó phải được truyền từ ở bên Sublet truyền qua, đúng không? Đây gây, đây ta biết chuột vào trong cái nút apply này á, mình lấy được những cái giá trị khác nhau mình mới gán vô đó. Do đó cái chỗ độ rộng và chiều cao đó là giá trị nó phải được đưa từ Sublet đưa qua. Mà muốn đưa từ Sublet đưa qua tại thời điểm mình vừa chạy lên thì xài cái trang bồi nào đó, Redirect hoặc trang gì đó thì sử dụng CP 2.forward đó. Mình để bạn thử làm trước chút nha. Thử suy nghĩ làm trước chút xíu thì đúng chưa? Rồi khi ta nhấn cái nút apply này gọi thì tôi bóp chứ gì nữa, đúng không mọi người? Mới lấy giá trị của radio ra được cái chuỗi chặt nó làm 2 phút, gọi cái hàm split chặt sao đầy chặt như vậy. Chúng ta giả sử nè lớp ơi, các bạn lấy được cái chuỗi, ví dụ đây là cái chuỗi nè à, cái này thầy viết mã giả nha. Chúng ta có request guest parameter sai là ba cái radio dưới cái nem của ba radio. Các bạn nếu làm nhanh đó, các bạn chặt luôn hoặc là làm từ từ thì bạn làm như vậy. Mình có cái mạng thính về, cái mạng test là đó. Mình lấy sai, mình gọi cái hàm split, bỏ cái ít vô. Thì nếu mà chúng ta truyền vô nó là 200, ít 220 thì cái ông này nè, ớt thứ 0 là 200, ớt thứ 1 là 220. Thì mình lấy này mình đẩy qua, đẩy qua là xong nha. À, còn nếu mà bạn làm biến chia ra chấm split chỗ này luôn cho lẹ thì chấm split cái thì nó chúng ta biến cái này thôi. Cái này cái nào biến được chưa? Nếu mà chưa quen biết từ từ biết hai dòng đi nha. À, còn quen rồi thì biết dòng ở trên cũng được nữa, tùy ý các bạn thôi. Do đó nãy này nói phải 4 5 dòng thôi chứ không bố chúng mình á là lấy cái radio nó về chặt nó làm 2 phút cái là được cái mãi cái gì nữa mới đẩy cái giá trị nó qua giống như của cái đường ghép ở trên đó. Cái bài này có gì phức tạp chưa á, mọi người làm các bạn thấy nó dễ hiểu không đó. Mình đẩy chuyên qua luôn, mình đẩy chuyên qua luôn khỏi được ép cái gì trên á đó ha. Thì đó là cái mãi giả để chúng ta lấy cái giá trị của radio mình truyền qua cho bên kia đó thì chặt về được thì phần tử số 0, phần tử số 1. Thì cái này chính là đưa vô set attribute width của ớt thứ 0 chứ gì nữa, đúng không mọi người? Còn ớt 1 thì set attribute 2 của ớt thứ 1 là sao ngay. Rồi, mình thử suy nghĩ làm chút xíu nha, để mình sẵn sàng ôn luôn nha. Thứ nhất á, là chúng ta có cái hình đi. Rồi thì tạo cái phần tử may. Rồi kiếm hình bỏ vô thôi. Đây chúng ta cùng làm nha. Rồi ví dụ lấy hình này đi. Rồi giả sử mình sẽ có một cái file mồi. Ví dụ thầy đặt cái file redirect, cái file gì tùy ý.
Cái mai mồi là mình luôn mồi về 7S. Được chưa? Do đó chỗ này CP 2 chấm forward. Mình mồi về cái 7S photo của mình đi. Bây giờ mình sẽ tạo nó ra liền đây. Rồi, vậy thì bây giờ về cái 7S photo. Được chưa? Thì đây là cái mồi. Mốt mồi là mồi về 7S nha. Vậy thì ở trong controller mình nêu một cái serverless mới thì đặt nó là photo controller và mình sẽ chỗ này là photo rồi, và đồng thời ở trong cái file web XML là mình phải chỉ tới cái mồi chứ gì nữa. Rồi, được chưa? Như vậy là tới thời điểm này vừa chạy lên là nó vào được cái UUS của photo controller rồi. Chạy thử cái con kết quả làm sao vô được rồi nè. Như vậy là vô cái đu ghét rồi đó. Đang đứng ở đu ghét đó của photo. Và bây giờ mình sẽ cần có một cái file zip để mình xô cái hình ra. Đây đặt nó là photo.zip. Đúng không? Đó là cái giao diện đó. Người ta nãy mình nói rồi, có cái chân mồi mồi về cái ông Semalet làm ra upload cái photo này lên. Rồi giờ mình thiết kế cái giao diện. Vậy thì chúng ta có cái form, chúng ta có cái macros là boss nè. Và khi người ta liếc chuột vào trong cái nút submit của nó thì mình gọi về cái serverless photo. Cụ thể là cái hàm do boss chưa? Giờ đi thiết kế. Vậy thì bây giờ cái chỗ này nè lớp ơi, thứ nhất là cái đường dẫn tới cái hình. Vậy thì trong trường hợp này mình có đường dẫn tới cái hình, nhưng mà cái độ rộng chiều cao là do nó phải động, đúng chưa mọi người? Tại thời điểm mở lên mình phải lấy một cái giá trị mặc định bỏ vô, tại thời điểm liếc chuột cái nút apply phải chặt cái chuỗi đó ra mình phải gán vô, do đó chỗ này mình phải đặt cái biến cho nó để nó động mà. Mình sử dụng biểu thức EL để mình làm chỗ này tập ơi, độ rộng nè và chiều cao đây. Đó, nó động vậy thôi. Vậy thì bây giờ, vậy thì giờ làm sao? Có phải là mình đã vô được cái đu ghét chưa? Vô đu ghét là ngay cái khởi ghét ban đầu. Vậy thì đẩy qua hai cái biến này được không mọi người? Vậy thì đẩy qua thôi. Do đó đu ghét mình viết ba dòng. Thứ nhất là đẩy hai cái giá trị mặc định. Vậy thì chỗ này là chúng ta có request set attribute độ rộng thì cho 120, request set attribute chiều cao thì cho 100. Có phải là đầu tiên mình ghép được giá trị mặc định chưa? Rồi mình load lên cái trang kia là get request dispatcher chỉ ra photo.zp forward request response. Như vậy là khởi ghép lên đầu. Được chưa? Rồi chạy thử cái. Rồi chọn process chạy cái luôn nè, cho nó cập nhật code mới xuống. Rồi lên được gì? Đây, lên được cái hình ban đầu. Và view bay suột các bạn thấy. Đây, nó đẩy cho mình cái hình qua và có độ rộng mặc định và chiều cao mặc định chưa? Đây nè, đây là do cái wish sale hồi nãy nó từ bên đường ghép nó đẩy qua đó. Bây giờ gắn thêm ba cái radio với cái nút nó vô cái nữa là xong cái giao diện ban đầu. Vậy thì giờ ngắt ở đây cho người ta lựa nè. Vậy thì xài input size radio. Radio thì đặt cùng name thì đặt nó là cái size. Value thì value mình đặt thêm cái mẫu ha, 100 x 120. Và mặc định lúc đầu là mình giả sử cho nó chọn, cho nên các bạn nên gắn cái chiếc kịp cho người ta nhìn giống như nó đang được chọn cái này vậy đó. Được ha. Rồi vậy thì giờ ở đây gắn vô ngắt giọng cái. Rồi chúng ta sẽ có 200, 220. Đó, ngắt ở đây. Và bỏ mấy âm dưới này thì không chiếc kịp, một âm chép thôi. Rồi vậy thì ở đây là 200, 220, 300, 320, và chúng ta không có chiếc kịp chỗ này. Rồi 300, 320 có
Đó, như vậy là tới thời điểm này là chúng ta được 3 cái radio. Kết quả cuối cùng nhấn cái nút apply là cái nút submit. Apply chúng ta. Rồi, chạy thử coi giao diện nó làm sao rồi. Đó, giống đây nè, nó bị nó ẻ phốt rồi. Đây nè. Đó, cái giao diện giống như cho bạn. Vậy thì người ta mới bắt đầu chọn, đúng chưa? Người ta chọn, người ta liếc chuột cái nút apply thì chính là gọi về thu bó chứ gì nữa. Lấy cái giá trị nó ra chặt nó làm 2 phút cái là xong ngay. Do đó trong trường hợp này kịp không lắm ơi? Không kịp hả? Rồi. Lỗi rồi. Rồi đây đến này sửa qua lượt nha. Rồi vậy thì bây giờ vào trong cái box nè, chúng ta lấy cái sai ra, cứ làm từ từ, chưa quen các bạn cứ làm từ từ thôi, giống như hồi nãy trong cái bài lấy radio. Vậy thì chỗ này là lấy về được cái chuỗi rồi nè. Thì bây giờ cái chuỗi này, giả sử thầy khai báo một cái mảng giống như lúc nãy, mình chặt nó ra gọi cái hàm split, chặt theo cái ký tự x. Sao? Như vậy là ứng dụng được cái mảng rồi. Và bây giờ mình lấy, có phải đem x0, x1 để mình gán vô cho cái quiz mà hay bên kia không? Đúng chưa mọi người? Khỏi cần làm gì trên hết, gấp 3 dòng trên này xuống chứ gì nữa. Và sửa cái độ rộng chiều cao cố định hồi nãy bằng cái giá trị của x0, x1 là xong chứ gì nữa, đúng không các bạn? Đây nè, mấy con này xuống thế cái 120 trăm thành cái giá trị của phần tử là xong ngay. Do đó trong trường hợp này chúng ta có ớt số 0 và chúng ta có ớt số 1, gán vô đây một cái là độ rộng, gán vô đây cái là chiều cao. Nhưng mà vẫn còn bị dở cái nha. Tại vì biết không, các ai thấy không, mặc dù đổi được cái hình đó, đổi được cái kích thước đó. Đúng rồi, đó là mình nó lúc nào nó cũng lấy 100/2 chân á. Đó, rồi giờ cho nó đổi chứ cái đi rồi tính tiếp. Vậy thì trong trường hợp này, đó, chọn 200, apply cái hình lớn lên nữa rồi kìa. Đó, nhưng mà nó vẫn là những cái ông này, bây giờ 300/2, apply cái hình lớn lên nữa rồi nè. Chọn nhỏ nhấn kích thước lại nè. Rồi như vậy tới thời điểm này là mình đã thay đổi được cái kích thước của cái hình rồi. Còn giờ làm xong phải giữ lại được người ta đang chọn cái gì đây nè. Đó. Rồi. Giờ bảo đảm tới đây đi ha. Hãy cho con Photoshop đi. Photoshop. Rồi đây. Còn bộ là phải đọc hết cho mày đó. Cần thay đổi là phải biến thôi. Được ha, mình đặt cố định là thua rồi. Do đó mình phải có cái biến và mình sẽ xử lý với cái biến đó. Thì thôi xử lý thì sao, tỷ ra chơi xong vô tiếp. Được ha. Rồi, cho mình nghỉ cho lâu chút đi. Ok, khởi động với cái bài này trước cái. Vậy thì giờ cái chỗ này nè là mình muốn giữ lại cái nào mà người ta đang chọn. Thì ở trong này muốn biết cái nào đang chọn thì rõ ràng cái chỗ này là cái chiếc kiện bằng chiếc kiện này là phải đồng, đúng không các bạn? Chứ nãy là mình gán và gán cố định rồi. Và để chúng ta làm cái này thì mình phải biết được người ta đang chọn cái nào. Cái gì nữa? Điều đó có nghĩa là mình sẽ lấy cái một cái chuỗi nào đó ở đây đi. Đó, đây mình đang hướng lên cái này mà. Vậy thì mình sử dụng biểu thức EL để mình làm. Nếu mà cái giá trị hiện giờ là cái chuỗi, cái kích thước hiện giờ mà người ta lấy bằng 100 × 120 thì mình gắn chiếc kiện bằng chiếc kiện ngược lại để đầu, tương tự so với cái radio còn lại. Do đó bây giờ về trong cái hàm đu ghép đó, mình phải đẩy qua thêm một cái kích thước nữa mới biết người ta đang chọn cái nào chứ gì nữa. Do đó ở đây là mình set attribute. Mình có cái size, ví dụ đầu tiên là 120, mình nhân 100. Ở đầu tiên là của mình là kích thước 100/120, vậy thì là mình sẽ có 100 × 120. Đó. Và bây giờ ở phía bên dưới cái robot này, người ta liếc chuột cái nút apply,
chúng ta cũng phải lấy ra cái kích thước để mình đưa qua, đúng không bạn? Là cái kích thước người ta chọn. Do đó ở dưới Dubois chúng ta cũng phải lấy cái kích thước của nó, nhưng cái chỗ này là sai, chỗ này là sai. Rồi, như vậy là mình đã biết được là người ta đang chọn cái nào rồi, được không mọi người? Đầu tiên mở lên thì lấy cái kích thước mặt tiền. Đây, đây là đầu tiên vừa mở lên là lấy cái kích thước mặt tiền. Và khi người ta click chuột cái nút apply là lấy cái kích thước hiện giờ của cái radio được chọn. Vậy thì qua bên kia chỉ cần gắn cái điều kiện cái nữa, xét cái nào được chọn thì cho nó chích kịp bằng chích kịp là xong. Thì chỗ này chúng ta sử dụng cái biểu thức EL chúng ta làm nè. Rồi các bạn mở lại cái biểu thức vậy không mọi người? Và cái thứ hai là mình lấy cái kích thước hiện giờ và mình gán vô. Rồi, vậy thì bây giờ nè, mình sẽ đi vào trong cái file photo.cp. Thì cái chỗ này mình sẽ viết lại bằng biểu thức EL như sau các bạn. Chúng ta có đô la, đóng mở hoặc nhọn, mình viết lại bằng biểu thức EL nha. Ở trong cái radio đầu tiên á, đây nha, ví dụ thầy viết ở đây thì đô la, đóng mở hoặc nhọn. Có phải bên kia nó truyền qua cho cái trang này là một cái biến sai không mọi người? Vậy thì chúng ta có sai. Chúng ta có sai bằng với cái gì? Bằng với cái chuỗi này. Bộ biểu thức EL là chúng ta có cộng trừ nhân chia đồ này nọ rồi, điều kiện chúng ta so sánh. Thì nếu đúng như vậy thì có phải là chúng ta gắn cái chiếc kịp cơ không mọi người? Nếu là cái kích thước mà từ bên Cyberlab nó truyền qua là bằng 100 x 120 thì mình cho nó là chiếc kịp bằng chiếc kịp chứ gì nữa? Thì chấm hỏi nháy đôi vào đó, hoặc là nháy đơn cũng được. Và các bạn cắt cái chiếc kịp bằng chiếc kịp vô bên trong này. Đây chúng ta có, thì đây là điều kiện so sánh nè. Nếu cái này đúng thì mình gắn cho nó là chiếc kịp. Còn ngược lại nếu mà khác thì sao? Bỏ rỗng chứ sao giờ, đúng không mọi người? Đó, chúng ta có cái câu lệnh so sánh. Vậy thì chạy lên thử cái đầu tiên, mới làm thử trước cái thôi nha, là mới mình test cái đu ghét thôi nha. Thì lớp chạy thử cái coi cái checkbox đầu tiên được chọn không? Đó, nếu mà cái miếng sai từ bên Cyberlab truyền qua mà nó bằng cái chuỗi này thì mình thêm cái thuộc tính chiếc kịp bằng chiếc kịp. Nhớ để các bạn trắng ở trên này ra, các bạn trắng nó cách ra so với cái điều kiện mình đang biết á. Rồi, vậy thì lớp chạy thử cái thì mong muốn là đầu tiên á, vừa chạy lên là nó sẽ đi chọn ngay nè, nó chọn 100 x 120 rồi nè. Đó là đúng, cái điều kiện đó đúng rồi. Vậy thì giờ ai xong rồi thì cướp xuống đi, cho nghe mấy cái còn lại. Vậy thì trong trường hợp này là 200, 220. Rồi cướp xuống cho cái radio thứ 3, 300, 320. Xong chuyện. Rồi vậy thì giờ chạy thử cái người ta chọn 200, apply, giữ rồi kìa. Bây giờ người ta chọn 300, 320, click chuột apply cái giữ được giá trị rồi đó. Chọn 200, apply. Chọn 100, apply. Chọn 300, 320, apply. Rồi, đây nè. Nó bị nhè mất. Đó, mình giữ được cái giá trị tương ứng rồi đó. Đây, bây giờ đây. Chọn con này. Rồi, hoàn chỉnh cái đề bộ. Và đây là cái có cấm xuống nha. Chúng ta sẽ ra chúng tôi là sai bằng cái thước đó. Đó thì trong biểu thức EL chúng ta có thể gắn các cái kiểu so sánh giống như vậy. Không lệnh chấm hỏi.
Rồi, xong cái ví dụ đầu tiên. Ở trong giữa thức GL thì các bạn xài cái đơn đi ha, để nó bao cái nhé đôi của cái HTML lại. Đó, tưởng tượng cái dấu. Nếu sai mà bằng cái volume của cái radio đó thì chúng ta gắn chức kiện bằng chức kiện ngược lại có cặp vô. Đó, các bạn thấy cái biến mà mình chỗ nào cần đọc giá trị mình đặt cho nó biến thì cái giá trị nó truyền từ sang vào cái sản. Một cái giấy đơn, một cặp giấy đơn đấy, cho cái số, một cặp giấy đơn là chứa nguyên mà chứa nguyên cái đồ gì cái khoản khác, trong cái cái ở dưới này có nữa cái gì rồi. Quan trọng nhất của cái môn này là phải làm việc thân tạo giữa CV và Superman. Các bạn nãy toàn nãy tăng chuyện giá trị đó, quan trọng nhất là cái phần đó. Đó, mọi cái xử lý sau này của mình là viết ở Superman. À, làm xong muốn show cái gì thì đẩy nó qua CV show. Giống như cái mô hình MVC của mình làm sao. Xin chào mọi người. Chào hai. Nó không chịu chạy luôn, nó bị như hồi nãy nữa là nó hình hình nó bự luôn ngay ban đầu là xét đứng cái gì nó bị nó chuẩn bị rồi. Vậy là chỗ khách quyết hay không có hả? Quyết này nó bị lỗi cái hồi nãy này.